Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT thuộc hợp phần 3, Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch. Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và được Bộ Công Thương triển khai thực hiện trong giai đoạn 2017-2020. Mục tiêu chung của chương trình là hỗ trợ kỹ thuật để triển khai ứng dụng rộng rãi các cơ hội chuyển đổi carbon thấp, tối ưu về chi phí trong hệ thống năng lượng Việt Nam. Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch bao gồm 3 hợp phần, trong đó hợp phần 3 nhằm thúc đẩy quá trình phát triển carbon thấp trong ngành công nghiệp tại Việt Nam, thông qua việc rà soát cải thiện khung pháp lý, tăng cường thực thi pháp luật về tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp. Với kinh nghiệm trên 40 năm thành công của Đan Mạch trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy định pháp lý nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Đan Mạch sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án hợp tác kỹ thuật của hợp phần 3, cũng như dự án hỗ trợ rà soát cải thiện hệ thống báo cáo về tiêu thụ năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong công nghiệp.